Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận đã có tờ trình gửi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức lễ đón, gặp gỡ chúc mừng các thành viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam giành vé lịch sử đến World Cup 2023. Dự kiến ngày 12 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ đón các thành viên đội tuyển nữ ngay sau khi họ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp đó. Xe buýt 2 tầng sẽ được bố trí để đưa các thành viên đội tuyển nữ di chuyển về trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Các cầu thủ và huấn luyện viên sẽ dân hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp sau đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp gỡ chúc mừng, khen thưởng thành tích đặc biệt của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam. Trong hành trình di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xe buýt 2 tầng chở đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có xe cảnh sát Xe mô tô dẫn đường. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ lực đóng góp vào thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASEAN Cup 2022. Trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay có các trợ lý huấn luyện viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh là Đoàn Thị Kim Chi, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Kim Hồng, huấn luyện viên thủ môn. Hầu hết các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam đều là cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh như Huỳnh Như, đội trưởng, Kim Thanh, thủ môn. Bích Thùy, Trương Thị Kiều, Mỹ Anh. Việc tổ chức lễ đón, mừng công trang trọng của Sở Văn hóa, Thể thao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với các cầu thủ, huấn luyện viên sau quá trình nỗ lực vì bóng đá Việt Nam.